hãm nhạp nội loạn của Tấn Quốc, bởi khiến cho Tần Mậu Công hiển trị ra hai loại khả năng để lựa chọn: là thủ quy lập đức để chờ tương lai, hay là thừa nhân chi nguy đào thủ thúc huệ. Khi trong xa tù của Tần Quân có chở một vị quận chúa bị phu là Tấn Huệ Công Khải Hoàng mà trở về, thì thân là phu nhân của Tần Mậu Công là Tấn Công Chúa Bá Cơ cũng đang tay cầm bó lửa, nghiễm nhiên bước lên tế đàn mà phụng hiến hy sinh, để cho hậu thế xem như đại danh từ của hôn thân. Quan hệ là Tần Tấn chi hảo, nhưng nó lại bao hàm lên một lớp lớp di hận của nước mắt tầm thấu. Tập 12 chọn vua để mưu lợi. Trong khi Tần Mục Công đang chiêu hiền đại sĩ mong tiến về phía đông, thì chủ nghĩ người bị ly cơ bất hại phải chạy sang nước địch đang nóng lòng chờ thời cơ để trở về nước Tần. Công tử, thủ lĩnh của nước địch đến thăm công tử. Chủ nghĩ xin cảm ơn sự quan tâm của quốc cựu. Sao lại nói thế? Nước địch là họ ngoại của công tử mà. Quốc trượng của nước Tấn là Hồ Đột đại nhân, vốn là người nước Tấn mà. Công tử, chớ có coi mình như người ngoài. Chủ nghĩ vô cùng biết ơn sự che chở của quốc cựu. Thôi đi, công tử ạ. Chúng ta vừa thắng lớn một trận, chiếm được khá nhiều thứ. Ta đã chọn mãi để tìm được thứ tốt nhất mang đến cho công tử đấy. Nào, đưa vào đây, đưa vào đây. Mở ra đi. Mời công tử hãy xem. Công tử ở đây đã lâu như vậy rồi. Họ ngoại không những phải lo chuyện ăn cho công tử, mà còn phải lo chuyện công tử sinh con đẻ cái mới phải chứ. Quý ngỗi. Tấn Hiến Công làm vua được 26 năm. Trước khi chết, trong triều đình toàn là phe cánh của Chủ Nghĩ và Di Ngô, chẳng thể phó thác cho ai lo chuyện kế thừa ngôi báu của mình. Sau khi quả nhân chết, thế nào các công tử cũng sẽ mượn thế lực bên ngoài về nước tranh giành ngôi báu. Hề Tề thì còn nhỏ, Ly Cơ bị cô lập, chẳng có ai để nương tựa. Ta muốn gửi gắm Hề Tề cho anh, không biết là Khanh có nhận lời không? Khẩn phổ đá yên à. Khanh hiểu thế nào là trung, thế nào là tín đây? Tận tâm phụng sự chủ là trung, dù chết cũng không lời là tín. Quý xin à. Hề Tề, Ly Cơ và Hề Tề. Với phụ, cha không giúp được con nữa rồi. Bằng nữa. Sau khi cha chết, con phải tự mình liều mạng với 11 người anh kia thôi. Ly Cơ, nàng đã khóc suốt đời bên cạnh quả nhân rồi. Nhưng sau khi ta chết, nàng có chịu thực tâm rơi lệ vì quả nhân một lần không? Thank you.
Đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc. Tần Hiến công chết là nội loạn xảy ra ngay. Những lời hứa dễ dàng của Tuân Tức đã bị hiện thực vô tình xé mở. Hề Tề Y Cơ lần lượt bị giết, bản thân Tuân Tức cũng trở thành một vật hy sinh. Nhưng máu tươi dù đã tràn ngập triều đình, cũng không thể tắt được sự hỗn loạn bên trong nước Tấn. Mẹ ơi, có phải ông đại phu kia muốn đến đón cha đi không? Phí Trịnh đại phu, xin hãy về nói lại với các đại phu trong triều rằng tuy Hề Tề và Tử đã chết, nhưng các công tử lưu vong ở nước ngoài vẫn còn nhiều. Sao cứ bắt buộc phải đón ta về để kế vị mới được? Thân sinh đã chết, nước Tấn định làm công tử nào đây? Tần Mục Công, Lý Khắc Phí Trịnh muốn lập công tử cả là chủ nhĩ, còn Lã Xanh Khước Nhĩ lại muốn lập công tử thứ gì một. Hai phe này đã cử các phu đến nước Địch Lương để tiếp kiến với hai công tử đó. Nhưng cho đến nay vẫn chưa quyết định xong. Nước Tấn là vật cản đầu tiên của nước Tần thì muốn mở rộng về phía đông. Nay trong nước họ đang rối loạn không có chủ, đây là một thời cơ hiếm có nên đem quân đánh sang nước Tần. Thằng danh này nói bậy, nay là lúc phải lo đến chuyện tích lũy cho sạch nước bình định bọn Tây Nhung, sao có thể tùy tiện đem quân lý được. Như vậy là sự biến động của nước Tấn lại chẳng quan hệ đến nước Tần. Quả nhân chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Thần cho rằng không phải như vậy. Đã không thể tùy tiện đem quân đi, lại không được khoanh tay đứng nhìn, vậy thì nên làm thế nào? Nên chọn giúp nước Tấn một vị vua mới thích hợp. Chọn giúp nước Tấn một vị vua mới thích hợp. Phu nhân, nước Tấn đang lúc gặp phải nhiều hoạn nạn như vậy, không biết chúa công định ủng hộ ai đây? Quả nhân đã theo đề nghị của Bạch Ly Hề và Kiệt đặt công tử Chí lấy danh nghĩa Viêm Tàng sang nước Địch và nước Lương, thân gặp để thăm dò hai công tử Trùng Nhĩ và Di Ngô, đợi khi ông ấy quay về sẽ có quyết định. Trùng Nhĩ là người hiền, khắp thiên hạ đều biết. Chúa công cần gì phải sai người đi thăm dò làm gì? Trước khi ra về, công tử Chí có bảo thuộc hạ nói lại với công tử rằng nếu công tử có ý muốn trở về nước Tấn để kế vị thì quân đội nước Tần xin đi trước dẫn đường. Tận sức người ngoài để lên ngôi, tham cái lợi nhỏ, bỏ mất sự tôn nghiêm thì sau này sẽ bị người khác coi thường. Nhưng nếu chúng ta có tuyệt ý tốt của nước Tần thì liệu họ có quay sang ủng hộ gì không? Công tử Chí nói là ông ấy còn phải sang nước Lương đến viếng tang ở chỗ Di Ngô. Quả nhiên là như vậy. Nếu để Di Ngô lên ngôi trước thì chúng ta chẳng bao giờ có thể trở về nước Tấn đâu. Đâu phải là ta không muốn sớm trở về nước, nhưng mấy hôm trước Phí Trịnh đại phu đến viếng tang có đưa ta xem thư của các đại phu trong triều cùng ký tên, trong đó riêng có chữ ký của Hồ Đột đại phu lại không có.
Nước Lương, nơi ở của Di Ngô. Chúa Công Tể Quốc lệnh cho thần đến nói với công tử rằng, nếu công tử muốn trở về nước kế vị, thì nước Tần sẽ đưa binh mã đi trước dẫn đường. Chẳng phải là đại phu vừa cho anh ta đến đây ư? Đúng thế. Tôi đã đến nước Định và vừa bái kiến công tử Trùng Nhi. Nhưng sau khi gặp mặt, công tử chỉ khóc mà nói rằng mình đã quay lưng lại với cha ra nước ngoài là mang tội rồi. Khi cha lâm chung lại không ở bên cạnh để tận hiếu, lại càng là đại nghịch vô đạo rồi. Trong lòng công tử rất đau buồn, không có ý về nước để lên ngôi. Thế thì tốt. Nếu anh Trùng Nhĩ không có ý muốn kế vị, thì có nghĩa là ông trời đã chọn ta rồi. Anh ấy không trở về thì ta về vậy. Nếu quý quốc muốn giúp ta, thì Di Ngô này sẽ hết lòng báo đáp. Xin đại phu hãy nói lại với chúa công nước Tần rằng, nếu lần này Di Ngô được lên ngôi, sẽ xin cắt 5 thành ở Hà Tây, để biên giới của quý quốc phía đông sẽ tiếp giáp với nước quốc, phía nam sẽ kéo dài tới Hoa Sơn. Công tử thật là người quyết đoán nhỉ. Nhưng việc vẽ lại bản đồ là một chuyện lớn của xã tắc. Công tử nên bàn bạc cẩn thận với các cận thần của mình trước thì hơn. Di Ngô ta quyết không nuốt lời đâu. Di Ngô hứa hẹn một cách tùy tiện như vậy thì này thể nào cũng nuốt lời. Cha chết không đau buồn, chỉ mong được ngôi vua. Người đó không thể là người hiền được. Trùng Nhĩ và Di Ngô khác nhau như vậy, không biết chúa công sẽ chọn ai làm vua nước Tấn đây. Phò giúp người hiền lên ngôi đương nhiên là nguyện vọng của mọi người rồi. Nếu suy tính cho nghiệp bá của nước Tần, thì chọn Di Ngô sẽ thích hợp hơn. Đã biết rõ Di Ngô không phải là người hiền, mà lại chọn ông ta làm vua nước Tấn, như thế có phải là đã làm trái với tình hữu hảo Tần Tấn không? Nhưng nếu Trùng Nhĩ làm bá chủ, nước Tần làm sao tiến về phía đông được? Nước Tần trước hết phải lo chuyện thống nhất Tây Nhung đã. Chúa công, kẻ tiểu nhân Di Ngô kia còn chưa lên ngôi, đã hai tay dâng mặt của 5 thạch Hà Tây để lấy lòng nước Tần. Chẳng nhẽ chúng ta bỏ mặc chuyện đó? Việc này... Sự giúp đỡ của nước Tần, Di Ngô đã về nước kế vị, tức là Tấn Huệ Công. Ông ta đã không quên lời hứa ban đầu là cắt 5 thành ở vùng Hà Tây cho Tấn. Sau khi lên ngôi không lâu, Tấn Huệ Công đã cử quan đại phu phí trị đến nước Tần. Sao lại không có bản đồ của 5 thành ở Hà Tây? Di Ngô vốn đã định cắt 5 thành ở Hà Tây, nhưng các đại thần như Lã Xanh Khước Nhuế cứ ra sức ngăn cản. Họ nói là thế nào? Nói là trước đây khi Di Ngô lánh nạn ở bên ngoài còn chưa lên ngôi, nên không có quyền đem đất đai của tiên quân tặng cho người khác. Im đi! Hoàn toàn nói bậy. Hồi đó khi công tử Chí sang nước Lương viếng tang, bọn Lã Sinh Khước Nhuế lúc đó cũng đã ở bên cạnh Di Ngô rồi. Sao lúc đó họ không nói như vậy? Rõ ràng là muốn bẫn cật quả nhân rồi. Khởi tấu chúa công, nói đi.
Đại phu Phí Trịnh đi đường vất vả, có lẽ nên mời ông ấy về quán xá nghỉ ngơi thì hơn. Xin mời đại phu về quán xá nghỉ ngơi. Bỉ thần còn có những lời tâm huyết muốn nói, để ngày mai nói cũng chưa muộn mà. Không, nước Tấn có biến, Phí Trịnh này đã chẳng có ngày mai đâu. Tôi chỉ là sứ thần của nước Tấn, nhưng cứ bạo gan dập đầu chỉ quý quốc, đưa quân sang phế bỏ Di Ngô, lập công tử Trung Nghị. Phí Trịnh xin dập đầu hỏi chúa công, liệu chúa công có thể nói cho thần biết rằng nước Tần biết rõ Di Ngô phải là người hiền, nhưng tại sao hồi đó không chọn Trùng Nhĩ mà lại lập Di Ngô? Vậy cuối cùng là nước Tần mưu đồ cái gì đây? Cắt đất thì sẽ có lỗi với tổ tiên, hủy bỏ nước thì có lỗi với nước Tần. Nhưng nay Di Ngô ta đã là vua một nước, thì nước Tần của ngươi để rồi bị người trong nước phỉ nhổ được. Cứ coi như ta đã lừa ngươi, nhổ răng cọp của ngươi. Nhưng chúng ta cùng là chư hầu trong thiên hạ, liệu ai sợ ai đây? Hãy giết Phí Trịnh, tên nghịch thần đã nói cho Trùng Nhĩ trước mặt Tân Mục Công cho ta. Ông ơi, dậy đi ông. Ông ơi, dậy đi. Ông ơi, dậy đi. Năm 648 trước công nguyên, nước Tấn bị hạn hán lớn. Tấn Huệ Công Di Ngô, người đã từng nói mà không biết giữ lời, đứng trước thiên tai này chẳng biết làm thế nào, đành phải sai đại phu Khánh Chính sang nước Tần vay lương thực. Khánh Trịnh đại phu, xin mời. Khánh Trịnh đại phu đến đây chắc không phải là để thực hiện lời hứa của Di Ngô giao cổ Năm Thành ở Hà Tây cho nước Tần chúng. Vâng, xin mời. Chẳng lẽ lại là vì nước Tấn bị hạn hán lớn rồi đến đây mua lương thực ư? Việc này thì sao? Công tử nói rất đúng. Ở Tể Quốc chúng tôi dân chúng bị đói rất nhiều, người chết đói đầy đồng. Chúa công Tể Quốc nghĩ rằng quý quốc là nước láng giềng thân thiết, sức nước lại giàu mạnh. Một ông vua mặt dày vô liêm sỉ như Di Ngô thì thật là hiếm thấy trong thiên hạ này đó. Xin đại phu nói năng cẩn thận một chút. Công tội phải trái thế nào xin cứ để mọi người bình luận. Nhưng chúa công Tể Quốc bất chấp việc trước đây đã đắc tội với quý quốc, dám sai người đến đây vay lực, như vậy chứng tỏ chúa công của Tể Quốc có hai tính tốt lớn. Sao? Đức tính tốt lớn ư? Ông ấy tin tưởng chúa công của quý quốc là người có lòng đại lượng, không để bụng chuyện hiềm khích trước đây, như vậy là ông ấy có đức tính chân thành. Ông ấy bất chấp sự xấu hổ của bản thân mình vì lương thực cho dân, như vậy là ông ấy có đức tính yêu dân. Chẳng nhẽ không phải là như vậy? Trên đời này làm gì có chuyện như vậy được.
Không ngờ Tần Mục Công không để bụng lỗi lầm của kẻ tiểu nhân, xe một thuyền bè trở thành lương thực cứu tế cho nước Tấn, đi dọc theo sông Vị tiến về phía đông. Lần vận chuyển lương thực này trong sử gọi là chiến dịch thuyền nổi. Một quý quốc khẳng khái độ lượng như vậy thì chẳng cần một người lính nào cũng đã chinh phục được lòng dân của Tề quốc rồi. Đúng là đạo trời khôn lường. 2 năm sau nước Tần cũng bị thiên tai, đành phải sang nước Tấn vay lương thực cứu đói. Nhưng lần này Tấn Huệ Công sẽ xử sự ra sao đây? Chúa công, không thể tùy tiện đối với người khác. Nhưng mình đã hứa thì phải thực hiện. Khanh đang định kể tội của quả nhân đấy à? Xin chúa công thứ tội. Cho vay lương thực giúp Tần sẽ khiến hai bên cũng bỏ đi hiểm khích cũ. Đây là cơ hội để hai nước hòa hảo với nhau. Cùng bỏ đi hiểm khích cũ ư? Thế là ngươi sai rồi. Ông ta có thể bỏ đi hiểm khích cũ, nhưng ta thì không. Nước Tần xưa nay vẫn lâm le nhòm ngó nước Tấn, nên việc cho Tần vay lương thực khác nào nuôi hộp để rước lấy họa, quyết không thể được. Nếu công Tần 2 năm đây đã cho lương thực để cứu nạn, chịu ơn mà không bao đáp, thì sẽ khiến mọi người trong thiên hạ mất hết lòng tin với nước Tần. Như vậy thì nguy đến nơi rồi đó. Hãy lập tức truyền lệnh của quả nhân, đưa quân lính đóng ở vùng biên giới đi đánh Tần, để trừ bỏ mối họa trong lòng quả nhân. Di Ngô quả là một kẻ đại địch vô đạo, đã liên tiếp mấy lần lấy họa trả ơn rồi. Một kẻ tiểu nhân như vậy thì trời đất khó mà dùng được. Cận tấu chúa công, đại quân của nước Tấn đã được bố trí ở vùng biên giới Tần Tấn, định mưu đồ xâm phạm nước ta. Cảm ơn thiên hạ vẫn còn có những kẻ tiểu nhân như Di Ngô để tiến về phía đông sang Công Nguyên. Quả nhân đã phải nhọc lòng chuẩn bị hơn 10 năm trời. Hôm nay mới tìm được kẻ cam tâm tình nguyện làm cái bia cho ta đây. Năm 645 trước Công Nguyên, Tấn Huệ Công nước Tần đang có khó khăn, đem quân đánh nước Tần, lúc đó đang bị thiên tai. Quân Tần hăng hái chống trả, thắng 3. Cuối cùng, quân hai bên quyết chiến một trận ở vùng Hàn Nguyên. Năm trước, chúng ta dựa vào lương thực của nước Tần mới sống sót đấy. Năm nay có sức rồi, lại cầm giáo mác đánh lại người ta. Nhất định bằng được cái tên Di Ngô tiểu nhân đó. Trước đây tại sao chúng ta lại giữ cái tên tiểu nhân đó làm vô nước Tấn làm gì chứ? Nếu không như thế thì chúng ta sao đánh nước Tấn được? Chúa công thật là sáng suốt đó. Thần phụng mệnh đến trước trận tiền để thưa lại rằng Di Ngô dẫu bất tài nhưng
quân nước Tấn đã như mũi tên trên dây cung, đã bắn ra rồi thì không thể thu về được. Nếu Quý Quốc chúng cố ý không chịu rút lui, tướng sĩ Đức Tấn sẽ không tránh né đâu. Chúng tôi sẽ chấp hiệu lệnh của Quý Quốc để nghênh chiến đó. Thần xin thay mặt chúa công của Tệ Quốc đến giữa trận tiền ngỏ lời cảm ơn rằng trước đây khi công tử phải lánh nạn ở bên ngoài, quả nhân đã từng lo nghĩ cho công tử. Khi công tử còn chưa đến làm vua nước Tấn, quả nhân đã từng lo lắng cho công tử. Nay đã trở thành chủ của nước Tấn thì quả nhân đâu dám từ chối lời khiêu chiến của công tử. Trên quẻ nước ở phía tây nhân giúp đỡ không lợi cho chúng ta rồi. Chúa công đừng sợ, chúng tôi đến đánh giúp đây. Thánh chỉ cứu ta với. Thank you.
dừng lại, dừng lại. Tội thần là Hàn, trợn mặt ra sao. Vừa rồi ở trước trận tiền, khi nói lại ý của Di Ngô, chấp về hay vệ lắm kia mà. Giờ tội thần thể vươn của chờ chết thôi ạ. Quả nhân chẳng qua chỉ dùng binh đao để đập tan giấc mộng quái đản của Tấn Hầu thôi. Chúc mừng đầu đội trời chân đạp đất, tội thần xin cam tâm bái phục, xin được nghe Di Ngô là kẻ tiểu nhân độc bại, thâm hiểm độc ác. Quả nhân sẽ dùng hắn để tế trời đất. Quả nhân đã quyết định thì không thể thay đổi được. Kẻ nào dám can gián sẽ phải chết. Khởi tấu chú công, Chu Thiên Tử nghe nói chú công định đem Di Ngô ra tế trời, đặt sứ giả đến xin chú công bất giận. Khi tên tiểu nhân Di Ngô đó làm hại quả nhân, thì Chu Thiên Tử kia sẽ không can ngăn hắn đi. Giờ đây quả nhân sẽ mặc kệ ông ta. Thần tội chết, kính xin chú bớt giận. Trong lúc nóng vội mà lỡ lời sẽ làm tổn thương người khác. Khanh, khởi tấu chúa công, mau nói đi. Phu nhân bá cơ đã dẫn cho tất cả trong hậu cung mặc đồ rồi ạ. Sao? Di Ngô vẫn chưa chết mà bà ấy đã để anh mình dục. Không phải đâu, mà là để tang cho chính phu nhân bá cửa. Để tang cho ai? Cho chính phu nhân ạ. Mẹ, khi mẹ hãy bớt giận, mẹ hãy xuống đi. Nếu không, con sẽ cùng chết với mẹ. Mẹ, mẹ ơi, về nhà thôi. Mẹ, về nhà thôi. Mẹ về nhà đi. Mẹ, về nhà đi. Phu nhân, phu nhân. Vua cha, vua cha, xin hãy mau khuyên mẹ xuống đi. Phu nhân, nàng làm gì thế này? Bá cơ xin chúa công lượng thứ. Không biết là chúa công đã giải vô nước Tấn vào thành chưa? Di Ngô là ngoại thành mà. Nếu vô nước Tấn bị giải vào thành vào buổi tối, thì bá cơ này đêm hôm đó sẽ tự thiêu. Nếu vua nước Tấn bị giải vào thành vào tối, thì bá cơ này sáng hôm sau sẽ tự thiêu. Nếu muốn giết chúa công nước Tấn để tế trời đất, sao nàng lại như vậy? Quân phụ, gã bị tử trong quốc quận,
ý là muốn tận tấn kết hảo. Mi tử mười mấy năm này tận tâm hiện phục quốc quận, không ngờ tận tấn giao ác cũng vì thiện giáng đại quả. Ca có tội gì ngộ lại trở thành tù binh của Tần quốc? Hôm nay bị tử luôn cả ca ca ruột của mình mà giải cứu không được, trên có lỗi với quân phụ, dưới có lỗi với cốt nhục. Chỉ còn cái chết. Phu nhân, phu nhân, Di Ngô phản phúc vô thường, không mang đến tận tấn chi hảo, mấy lần phương hại quả nhân, hắn đảo hành dịch thiên, tự quỷ xã tắc tấn quốc. Những lẽ này phu nhân cũng đều đã biết chứ? Nhưng mà khi trước bị tử đã từng khuyên quốc quân rồi, vì muốn cho tận tấn chi hảo, lý nên phò trợ cho Trọng Nhĩ. Nhưng mà quốc quân lại không có chịu nghe theo. Bây giờ bị tử chỉ nguyện cùng ca ca đồng tử. Không, phu nhân, phu nhân, phu nhân, quả nhân đã khổ tâm kinh doanh mười mấy năm, thật rất khó mà có được cơ hội như vậy. Không lẽ là muốn để cho quả nhân uổng công mà để mất hết hay sao? Quốc quân chờ đợi đó là cái gì? Chẳng lẽ từ giây phút bắt đầu tuyển lựa Di Ngô, quốc quân đang chờ đợi để hắn đem cái xã tắc của Tấn quốc báo đáp cho quốc quân sao? Phu nhân, phu nhân, quốc quân, công thể chấp. Dạ. Đêm tấn hầu Di Ngô đến linh đài quản xá nghỉ ngơi, đối đãi quý tần chi lễ. Dạ. Quốc quân, phu nhân, quốc quân, không lẽ đó là trời giúp Di Ngô lại không vì quả nhân mà nghĩ sao? Quốc quân, phu nhân, khai mà quốc quân, tôi đã trở về. Muội muội ta nói sao? Nàng có muốn gặp ta không? Không. Phu nhân nói những lời mà quốc quân nhận tội với Tần Mộ Công, nàng đã chuyển tấu. Nhưng mà nói, nàng nói nàng không muốn gặp lại người ca ca như là ông vậy. Trong lòng phu nhân rất là buồn bã, chỉ hy vọng quốc quân chịu lấy xã tắc làm trọng, lập tức cho người trở về an dỗ quốc dân, đồng thời dùng danh nghĩa là thái tử ngự thái suất đại phu cùng Tấn quốc chánh thức minh ước hòa hảo. Lấy danh nghĩa thái tử nói, nói như vậy là muốn phế ta rồi. Ta
Ta cũng biết trong lòng nàng nghĩ là ai. Được lắm đó. Bất luận nói thế nào, Thái tử nữ là con của ta, lập hắn bê nào cũng hơn trọng nhỉ. Xem ra suốt đời của ta chắc không mong gì trở về Tấn Quốc. Vì muốn tiếp tục giữ lấy Di Ngô trong bàn tay, Tần Mộ Công tiếp nhận Hà Tây Ngũ Thành của Tấn Quốc cống hiến. Sau đó lại muốn Thái tử Ngũ tới Tấn Quốc để làm con tình, thả Tần Huệ Công về nước. Khánh trịnh đại phu, thần cung hầu quốc quân. Cung hầu, không phải người tới đây để đưa đám tại sao? Thần nguyện Tấn Quốc vĩnh viễn không có thêm một quốc quân giống như ngài. Thái tử Ngữ, lập tức qua Tần Quốc làm con tin. Phụ thân, đừng có nhìn ta như vậy. Đi. Quốc quân, Di thần đến đây không hiểu đêm khuya triệu kiến có chuyện gì gấp hay không. Quả nhân khi nãy bị một cơn ác mộng kinh tỉnh. Ác mộng? Khánh Trịnh trước khi chết đã nói những gì, ngươi có nghe không? Nghe được. Khánh Trịnh cũng vậy, muội muội ta Bá Cơ cũng vậy. Chúng nó dám ở trước mặt quả nhân mà nói này nói nọ, cũng là tại vì Tấn Quốc còn có một trọng nhĩ đang lưu vong tại ngoại. Quả nhân trong mộng còn thấy Tần Bá dẫn trọng nhi tới, nhất định ép quả nhân phải thoái vị, nếu không sẽ giết chết quả nhân. Sẽ giết chết quả nhân lập tức. Quốc quân xin bảo trọng lòng thể, hà tất cả phải bất an như vậy? Không, một ngày trọng nhi còn sống, sớm muộn gì cũng có ngày đó.